Hà Hồ thẳng tay cắt Lệ Quyên khỏi hình khi ngồi chung bàn tại sự kiện. Một sự kiện diễn ra gần đây đã trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận khi có sự xuất hiện của hai chị đại V-Bix, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên. Vốn dính tin đồn, cơm không lành, canh chẳng ngọt nhiều năm nay, nên sự xuất hiện của hai nữ ca sĩ nhận được rất nhiều sự chú ý, nhất là khi họ được xếp ngồi chung một bàn tiệc. Chuyện Hồ Ngọc Hà đi sự kiện không phải điều gì quá lạ lùng. Tuy nhiên, cư dân mạng đặc biệt quan tâm bởi nữ ca sĩ đăng ảnh sự kiện mà không có đối phương. Điều này liền trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Sau khi tham gia sự kiện, Hồ Ngọc Hà khoe ảnh chụp cùng rất nhiều khách mời, nhưng tuyệt nhiên không có một bức ảnh nào có sự góp mặt của Lệ Quyên. Trước đó, mối quan hệ giữa Hà Hồ và Lệ Quyên vẫn luôn là chủ đề được dư luận quan tâm, đặc biệt là kể từ sau ồn ào cạch mặt nhau. Cả hai từng là chị em rất thân thiết với nhau trong showbiz, hợp tác trong công việc cũng như các chương trình từ thiện. Bẵng đi một thời gian, khán giả không còn thấy hai người đẹp xuất hiện cùng nhau nữa. Chính những điều này đã làm xuất hiện những lời đồn đoán về mối quan hệ chiến tranh lạnh giữa hai chị đẹp đình đám. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức showbiz trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.